Một quán buffet nướng lẩu chỉ 135.000 rất là đáng trải nghiệm ở quận 7. Được ăn các món nướng hoặc lẩu tại bàn thả ga không giới hạn với hơn 40 loại topping cùng các món ăn chơi để chế biến sẵn với hương vị Phúc đánh giá thì khá là ok. Chưa kể quầy line 5 loại nước sốt cùng với lại các món trái cây tráng miệng với buffet nướng chỉ 15.000. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Chiều nay thì Phúc sẽ quyết định review một cái quán buffet chuyên lẩu nướng cùng rất là nhiều món ăn phụ mà thực sự đáng đồng tiền và trải nghiệm ngay quận 7 khu nhà Phúc sống. Với hơn 135.000 thì các bạn có thể lựa chọn nướng hoặc lẩu, khi gọi cả hai món thì mình sẽ trả thêm 39.000 nha. Khu vực để thức ăn thì Phúc thấy khá là sạch sẽ, từ các món heo, bò, hải sản, nấm heo, xiên que, bò tảng, chân gà, bò lúc lắc, heo hoặc là bò cuộn nấm. Còn khu topping lẩu thì cũng đa dạng không kém với các loại viên thả lẩu chất lượng, đặc biệt là quán có rất là nhiều món ăn kèm được chế biến sẵn như là gà hấp, lườn ngỗng, bò xào, chân gà, ngưu hấp thái và nhiều món ăn chơi rất là đa dạng. Tối nay thì Phúc gọi buffet nướng mỗi người là 135.000, thêm 15.000 để thêm quầy lai nướng. Các món thì sẽ được nướng trên chảo gang với bơ được để sẵn trong chén, mình cứ thoải mái sử dụng. Một số món sẽ được ướp sẵn với nước sốt, một số loại thì mình sẽ nướng và kết hợp với 5 loại nước sốt đã được pha sẵn ở quầy lai. Thực sự là tối nay Phúc có lời khen bự chảng cho cái món nước sốt trứng muối chấm thịt siêu ngon luôn nha. Các món ăn chơi thì cũng rất là đa dạng lựa chọn, cho nên Phúc chắc chắn thích món chân gà xào xả rồi. Các bạn nên thử luôn cả 5 loại nước chấm để cảm nhận sự khác biệt nha. Nhân viên ở đây thì toàn các bạn trẻ cho nên rất là dễ thương nha. Các bạn sẽ hỗ trợ thay giấy bạc cho tụi mình luôn nè. Quán buffet lẩu nướng Bingo nằm ở số 46 đường 53, khu dân cư Tân Quy Đông, quận 7. Từ cửa hàng vô đi Nguyễn Thị Thập thì các bạn rẽ phải vô đường 53 xíu là thấy à. Tụi mình ngồi trong nhà phía trước quán hoặc vỉa hè đối diện. Ở đây rất là yên tĩnh, ăn đồ nướng là thích lắm nha.